Dạ, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Mình đang có mặt ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt, bến xe Phương Trang. Lúc này mình thấy xe, tất cả các loại xe, ồ sao mà đông quá. Thì như vậy mình được biết là trong bãi xe Phương Trang họ đang tu sửa cái bãi xe đó quý vị. Họ láng cái sàn của bãi xe đó. Cho nên là tất cả các loại xe như xe Quốc Bảo, rồi xe Nam Phát, xe đi Thảo Hồng, đi Nha Trang, xe Lê Hải đi Tây Ninh vân vân, họ cũng như là xe Phương Trang họ đem ra ngoài này rất là nhiều quý vị. Đó, quý vị thấy đây là mình đang ở bến xe Phương Trang. Mình đang thấy là xe, tất cả mọi xe đều tập trung rất là đông, nhất là xe khách đó quý vị. Sau đây mình mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên tiếp tục đi trên con đường, đây là đường 3 tháng 4. Dạ, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Lúc này là 15 giờ 20 phút, nhiệt độ rơi vào khoảng là 26 độ C. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Mình đang có mặt tại đường Trần Quốc Toản, cuối bờ hồ Xuân Hương đó quý vị. Xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên. Cùng Đà Lạt bình yên dạo chơi buổi chiều ở trên thành phố Đà Lạt, xem là thành phố của chúng ta trong ngày hôm nay và ngày sắp tới có những sự kiện gì. Xin mời quý vị. Để chào mừng lễ kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 năm 2024 đó quý vị, hội chợ thương mại du lịch và ẩm thực Đà Lạt sẽ được tổ chức tại công viên Bà Huyện Thanh Quan cạnh hồ Xuân Hương nha quý vị. Trên đường Trần Quốc Toản, xin thưa với quý cô bác, anh chị và các bạn, bên trong á, thì rất là nhiều hàng hóa, đồ ăn uống, ẩm thực cũng như là tất cả các cái thức uống, trong đó có ẩm thực Thái Lan quý vị nha. Món ẩm thực Thái Lan mà món ngon nhất, nổi tiếng nhất là món gỏi đó quý vị. Hội chợ ẩm thực sẽ được tổ chức diễn ra bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2024 đó quý vị. Xin thưa với quý cô bác, anh chị và các bạn, đó là ban ngày thì các bạn là được miễn phí vé vào để mà tham quan cũng như là mình mua tất cả những cái món hàng ở trong này, người ta bán rất là nhiều đồ quý vị, và theo mình đoán, mình biết là được sale hạ giá đó quý vị, hạ giá mình rất là nhiều. Và xin thưa với quý cô bác, anh chị và các bạn, tối đến đó thì bắt đầu từ là 8 giờ đến 10 giờ 20 phút có chương trình ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng và có tổ chức chơi lô tô nè quý vị. Đồng thời là mình cùng gia đình mình nè, rồi bạn bè sẽ đi dạo trong này và thưởng thức những cái món ẩm thực rất là ngon, nhất là cái món ẩm thực của người Thái. Ở đây nghe nói là có ẩm thực người Thái, và cái món mà ngon nổi tiếng mình thấy đó là món gỏi đó quý vị. Các bạn đi đến đây thì xe Honda các bạn có chỗ gửi máy bên phải nha quý vị. Các bạn cứ an tâm, đây là một khu ẩm thực rất là lớn. Đây là cũng như là những buổi du lịch thương mại tổ chức hội chợ hàng năm của thành phố Đà Lạt đó quý vị. Năm nào thì mình thấy cũng đều có tổ chức ẩm thực, rồi bán hàng du lịch thương mại, mà bán hàng năm nào cũng có. Và sau đây xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên tiếp tục đi trên con đường Hồ Xuân Hương. Bên này là ven Hồ Xuân Hương. Vòng một vòng Hồ Xuân Hương này thì rơi vào khoảng là 5 km. Xin thưa với quý cô bác, anh chị và các bạn, lúc này là 3 giờ rưỡi, tức là 15 giờ 30 đó quý vị, 15 giờ 30. Xin thưa với quý cô bác, anh chị, mấy hôm nay thì nền nhiệt của thành phố Đà Lạt lên cũng rất là cao, rơi vào từ là từ 15 cho đến là 29 độ, 30 độ.
có những hôm là đến 31 độ. Quý vị lúc này là 3 giờ rưỡi mà các bạn nhìn thấy mặt trời rất là gay gắt. Mình nhìn đồng hồ lúc này là vẫn là 26 độ đó quý vị. Nhưng mà không sao, ở Đà Lạt thì nền nhiệt cũng xuống rất là mau. Nếu mà chắc khoảng chừng là 4 giờ hoặc 4 rưỡi thì là nền nhiệt cũng sẽ hạ xuống mau luôn. Các bạn và quý cô bác anh chị cũng an tâm không lo lắng gì hết. Phía bên phải bên trái của chúng ta là chùa Quán Thế Âm, một ngôi chùa cũng rất là lâu đời quý vị. Tiếp tục đi với Đà Lạt bình yên, đi để đi hết con đường đây vì hồi trước là đường Bà Huyện Thanh Quan nha, nhưng mà bây giờ đã chuyển sang là đường Trần Quốc Toản rồi. Xin thưa bí quyết bác anh chị, hôm nay thì bây giờ vẫn còn là nền nhiệt nó vẫn còn thấp, rất là nóng thật sự, mấy hôm nay trời nóng quá. Mà có những nơi mà dự báo thời tiết là ở miền Đông và Tây Ninh, kể cả những miền Tây, có những lúc những nơi là nền nhiệt lên tới là 39 40 độ quý vị, trời nắng nóng gay gắt làm cho tất cả những cô chú bác lớn tuổi là cũng khó thở, bị ai mà bị bệnh hô hấp đó, thì thường hay là rất là sợ vào những mùa nắng nóng. Nắng nóng làm cho tất cả mọi người dễ bị con đường hô hấp đó quý vị, thật sự là cũng rất là lo đến cái mùa nắng nóng. Như Đà Lạt này thì mấy hôm nay khách lên rất là đông, khách thật sự thì Đà Lạt nắng nóng rất là nóng, cũng là nóng. Nhưng mà xin thưa với bà con quý cô bác anh chị và các bạn thì Đà Lạt cũng chỉ nắng nóng trong phạm vi 3 tiếng đồng hồ buổi trưa mà thôi quý vị. Có nghĩa là bắt đầu, theo mình nghĩ là bắt đầu từ 12, từ 11 giờ một tiếng, rồi 12 giờ 2 tiếng, rồi đến 1 giờ, 1 giờ là 3 tiếng, 3 tiếng trong phạm vi đó gắt nhất đó quý vị. Và đến đây thì các bạn thấy đây là một trong những cái chỗ mà ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên hồ Xuân Hương đó quý vị. Bây giờ thì chỉ có mới có 3 giờ, 3 giờ rưỡi thôi, tức là 15 giờ 30, còn sớm quá. Nền nhiệt Đà Lạt nắng còn rất là gắt, cho nên là quý bà con người đi Đà Lạt thì cũng chưa chạy bộ, cũng như là du khách tất cả các bạn trẻ cũng chưa đến vội. Theo mình đoán là bắt đầu từ 4 giờ hoặc là la ra cho đến 4 rưỡi, 5 giờ 5 rưỡi thì lúc đó thật sự là quá đông. Và ngắm hoàng hôn bữa nay mình nghĩ là ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Sau đây mời các bạn cùng Đà Lạt bình yên sẽ ra đường hay là đường dẫn xin quý vị. Ở đây ngày xưa gọi là Am Su Dê đó quý vị, hồi trước người Đà Lạt gọi là Am Su Dê. Mấy bên trái chúng ta là khách sạn Công Đoàn, một khách sạn rất là lâu đời quý vị, khách sạn Công Đoàn rất là lâu đời. Mấy bên phải chúng ta là đường dẫn xin, bà con ở đây thì buôn bán tấp nập sầm uất, tất cả các món ăn rất là nhiều, từ quán cà phê rồi món ăn rồi homestay rồi các cái tiệm làm đẹp spa, tiệm tạp hóa vân vân. Thật sự Đà Lạt bây giờ chỗ nào cũng buôn bán làm ăn rất là tấp nập. Mấy bên phải của chúng ta là đường Phạm Hồng Thái đó quý vị, đường Phạm Hồng Thái để rồi về với đường Trần Hưng Đạo, như là đi ra đường Khe Sanh quý vị. Còn tiếp tục đi thẳng thì chuẩn bị là rẽ vào đường Nhật Sinh, con đường đó là để vào khu Nha Địa Dư quý vị nghe, khu Nha Địa Dư. Trước đây người Đà Lạt thường hay gọi là khu Nha Địa Dư. Đây xin mời quý quán chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên để về thăm con đường Nhật Sinh, bà con cư dân người Đà Lạt vào buổi chiều hôm nay là sinh hoạt như thế nào quý vị. Đà Lạt thì buổi chiều lúc nào cũng thanh bình, yên ắng, nhẹ nhàng, gió mát. Đến bây giờ thì mình nhìn thấy là cũng đã 4 giờ kém rồi, nền nhiệt cũng hạ bớt rồi quý vị. Trước mặt chúng ta đó là cục bản đồ. Cục bản đồ nói đến, cục bản đồ thì người Đà Lạt ai cũng biết. Cục bản đồ Đông Dương đó quý vị, một trong những cục bản đồ lớn nhất Đông Dương, cho ra những bức bản đồ cả cái vùng ba nước Đông Dương ngày xưa đó quý vị, thật sự là
một cục bản đồ rất là lớn của người Pháp đã lập lên rất sớm ở trên thành phố của chúng ta, trên nước Việt Nam của chúng ta. Và tiếp tục theo sau đây là mình mời các bạn cũng như là quý cô bác anh chị tiếp tục đi vào trường cao đẳng sư phạm. Quý vị, xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, trường cao đẳng sư phạm cũng là một trong những là điểm danh lam thắng cảnh, điểm nhấn của thành phố Đà Lạt. Theo thông tin thì vài hôm nữa cũng có thể là cho quý cô bác anh chị vào tham quan có phí, nhưng hôm nay thì chưa, nhưng mà đội cũng sự tính toán của cấp trên chưa biết là vào tham quan miễn như vậy rồi có ảnh hưởng đến sự học hành của các sinh viên hay không thì mình cũng chưa có. Nhưng hôm nay thì mình vào thì những ngày thứ bảy và chủ nhật thì được cho vô miễn phí đó quý vị, được cho vô miễn phí. Sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt Bình Yên quay ra lại trên đường đi. Đường này là đường Vệ Sinh. Nói đến đường Vệ Sinh thì thật sự các bạn biết rồi, đường Vệ Sinh có những cái quán ăn rất là nổi tiếng và có những cái điểm cũng rất là hay, hầu như là mùa nào cũng có khách quý vị, từ mùa hè cho đến mùa vắng khách, kể cả mùa mưa thì những cái quán rất là nhỏ thôi mà cũng có khách quý vị. Thật sự những cái quán đó mình rất là ấn tượng và các bạn trẻ bây giờ cũng rất là hay. Sau đây mình sẽ mời quý cô bác anh chị và các bạn ghé vào, ghé nhẹ vào thôi, rồi chúng ta sẽ đi sau các bạn nghe. Đây, bên bên trái chúng ta là có một cái quán, một cái nhà theo kiểu Vitagen đời xưa cũ, giống như là trở về với cái thập niên 70, 80 của thế kỷ trước quý vị. Ở đây lúc nào cũng có khách, thật sự mình nói với quý vị và các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trong bên trong có khách và các bạn trẻ check-in cho ra những bức hình rất là dễ thương, lãng mạn trong một buổi chiều trên thành phố Đà Lạt của chúng ta. Đó, nền nhiệt lúc này đã hạ rồi quý vị. Nền nhiệt lúc này thì mình nhìn đồng hồ để xem. Xin thưa với quý vị, nền nhiệt lúc này đã hạ xuống còn có là 23 độ 5 thôi quý vị. Đó, các bạn thấy một cái nhà màu xanh thời xa xưa đó, trở về cho chúng ta thời dĩ vãng xa xưa rất là tuyệt vời. Tuy là nhỏ vậy nhưng mà trên đường Nhật Sinh này lúc nào cũng có khách, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, cũng có tất cả các bạn trẻ ghé đến uống cà phê rồi check in. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị rẽ trái cùng Đà Lạt Bình Yên để về thăm nhà ga Đà Lạt, xem thử nhà ga Đà Lạt vào buổi chiều hôm nay, lúc này là hoàng hôn cũng gần xuống rồi, xem thử là nhà ga Đà Lạt như thế nào. Và đến đây là không còn đường Vệ Sinh nữa quý vị, và đây là đường Nguyễn Trãi quý vị. Ồ, ở đây đường Nguyễn Trãi bây giờ thật sự là buôn bán sầm uất, nhà toàn là khách sạn, nhà nghỉ, homestay, quán ăn rất là nhiều quý vị ơi. Thật sự là các bạn đủ sự lựa chọn cho các bạn. Ồ, và đến đây có hai tiệm cơm tấm nha quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị, ở đây có tiệm cơm tấm Thu nổi tiếng, và ở đây người ta ghi là tiệm cơm tấm Thu chỉ có một mà không có hai, nếu có hai đó là giả dối. Ồ, lần đầu tiên mình mới nghe quý vị ơi. Thật sự xém nữa mình review một cái quán cơm tấm ở đường Hai Bà Trưng nữa thì thật sự quý vị sẽ chê trách mình. Ở đây người ta ghi thẳng như vậy là quán tiệm cơm tấm Thu chỉ có một mà thôi, là ở đường Nguyễn Trãi. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt Bình Yên vào thăm nhà ga xe lửa Đà Lạt vào buổi chiều hôm nay. Thì xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, vào thăm nhà ga xe lửa Đà Lạt, các bạn sẽ gửi xe mua vé vào cổng chỉ có 5.000 mà thôi nha quý vị. Các bạn nhớ là mua vé chỉ có 5.000 mà thôi. Sau đó xe Honda thì mình sẽ gửi vào bãi xe Honda chỉ có 3.000 mà thôi quý vị. Thật sự rất giá rất là nhà nước. Các bạn thấy giá gần giống như là giá thời bao cấp quý vị. Giá vé vào cổng để tham quan nhà ga chỉ có 5.000 đồng mà thôi. Còn gửi xe Honda cũng chỉ có 5.000 mà thôi. Thưa quý vị của bác anh chị và các bạn.
Đó, và đến đây thì thật sự choáng ngợp và ngỡ ngàng, mình thấy là ồ, khách rất đông quý vị. Mình thấy là hầu như là xe cây xe 45 chỗ, và khách đó là khách Hàn Quốc quý vị. Khách Hàn Quốc. Mình sẽ review cho quý cô bác anh chị và các bạn một vòng tròn xem thử là chiều hôm nay sao mà lại khách đông đến như vậy. Lý do gì? Một buổi chiều thứ sáu, xin thưa là quý cô bác anh chị, buổi chiều thứ sáu. Wow. Thật sự là khách Hàn Quốc quá đông luôn quý vị ơi. Mình choáng ngợp luôn. Ồ, xe cây mình đếm 2 4 6 8 10 12 14 16 18, gần còn có những chiếc gần 20 chiếc xe cây luôn quý vị ơi. Ồ, choáng ngợp luôn. Một cái nhà ga, ồ, nhà ga có một cái lưu lượng, một cái bãi xe rất là rộng mà gần như là cũng kín hết luôn quý vị. Thật sự là kín hết luôn. Ồ, đông quá. Sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên. Mình sẽ review một thêm một lần nữa cho các bạn thấy là hôm nay sao mà đông dữ vậy ta, quá tuyệt vời luôn, quá đông luôn quý vị ơi. Thật sự mình cũng ngỡ ngàng luôn, không ngờ là hôm nay sao mà đông dữ vậy nè, tất cả xe cây đậu sập nước hết luôn. Thì mình mới vừa vô đó thôi, mới vừa vô thì mình cũng thấy là mình chưa có, mà chỉ trong vòng coi như là hình như mà mình vừa gỡ xe xong thì mình quay ra là đã kín hết bãi, chật cứng luôn. Xin thưa với quý cô bác anh chị là cứng hết luôn. Ồ. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên vào thăm chính thức nhà ga xe lửa Đà Lạt. Nhà ga xe lửa Đà Lạt bắt đầu khởi công từ năm 1908, 908 quý vị. Và kể cả đường ray 908, và đến năm 1928 mới hoàn thành quý vị. Thật sự nhà ga xe lửa chạy bắt đầu từ ga Đà Lạt ngày xưa đó quý vị, về đến ga Tháp Chàm rơi vào khoảng là 84 km, 84 km, đi qua năm được đoạn đường hầm xe lửa đó quý vị. Và hiện giờ chỉ có một đường hầm xe lửa còn đang hoạt động, đó là hầm Hỏa Xa dưới thôn Đa Quý đó quý vị, gần với Cầu Đất. Và đây mình sẽ review cho quý cô bác anh chị một cái sảnh nhà ga nha, rất là đẹp. Chiều nay nhà ga đông khách quá, rất là đông. Thật sự mình cũng không ngờ là sao nhà ga chiều nay là đông khách, mà nhất là khách Hàn Quốc đổ về quá đông quý vị ơi. Thật sự quá đông. Một cái sảnh nhà ga rất là đông quý vị. Vừa khách Tây có này, rồi khách Việt của mình cũng có này, khách từ Bắc vào Nam, rồi từ miền Tây Sài Gòn, miền Đông, các tỉnh duyên hải miền Trung, vân vân, và đặc biệt là khách Hàn Quốc, quá đông thật sự. Mình thấy là có tất cả các bạn trẻ cũng tranh thủ vô đây mua vé để mà cho kịp chuyến tàu á, quý vị. Mình hình như là mình nghe có chuyến chuyến còi tàu hú hay sao quý vị, thật sự là có chuyến còi tàu đó. Và đến đây thì bắt đầu mình mới vừa cùng review bên kia thôi, mình quay lưng lại là đã thấy khách đông quá rồi. Các bạn trẻ vào đây thì vừa Việt vừa Hàn vừa Tây đang là chuẩn bị vô mua vé quý vị ơi. Mình đứng ngoài đây mình xem thử là sao. Ồ, khách người ta rất là đông. Kể ra người vô ổ có khách là Malaysia nữa quý vị. Có khách Malaysia, hình như là mình thấy là mua vé chưa được hay sao quý vị ơi. Đây là quầy bán vé. Cái quầy bán vé này cũng giữ đúng cái thời năm 1928 quý vị. Thật sự đây là ga xe lửa lớn nhất Đông Dương quý vị, lớn nhất Đông Dương. Một nhà ga xe lửa lớn nhất Đông Dương. Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên để ra sân ga xem sao. Ồ, khách đông lắm quý vị. Mình thấy là khách đông và đó, wow, thật sự là đông ghê mà. Người Hàn Quốc không? Tất cả đều là người Hàn Quốc. Tí là nè.
Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, lúc này thì mình thấy khách càng đông hơn và không ngờ ở đâu mà đổ ra rất là nhiều quý vị. Mình chỉ cần quay lưng lại thôi là đã thấy hàng đoàn người đi vô sân ga rất là đông quý vị. Thật sự mình ngỡ ngàng luôn, mình không nghĩ là sao mà chiều nay là đông vậy. Thì ra là có thông tin quý vị nha, thì ra là có thông tin, mình cũng bị chậm thông tin luôn, mình cũng ngỡ ngàng luôn. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, theo thông tin của nhà ga thì là tàu bắt đầu từ hôm nay tàu sẽ chạy vào ban đêm, tàu chạy vào ban đêm để cho du khách ngắm đèn lồng của bà con nông dân người Đà Lạt, trồng hoa rồi la kim rồi tất cả các cái giống, nói chung là rau củ đậu ở trong cái lồng kính đó, thì đi xe lửa để ngắm cánh tất cả các cái cánh đồng vào ban đêm đó quý vị. Và ga xe lửa sẽ bắt đầu chạy từ ga Đà Lạt về đến ga Trà Mát, rơi vào khoảng là hơn 8 km đó quý vị. Tuyệt vời quá, thật sự mình bây giờ hôm nay mình mới được biết, quá hay luôn quý vị, rất là tuyệt vời. Bắt đầu chạy từ lúc là bắt đầu là từ, xin thưa với quý cô bác, là từ 18 giờ 15 phút là bắt đầu tàu chạy đi từ nhà ga Đà Lạt về đến nhà ga Trại Mát. Và theo đó là thông tin là miễn phí vé trong 3 đêm nghe quý vị. Xin thưa bí quý của bác anh chị là nhà ga Đà Lạt miễn phí vé trong vòng 3 đêm, bắt đầu từ đêm 11, đêm 12 và đêm 13. Trong đó có được xem diễn ca nhạc được quý vị, và đồng thời là có uống trà Artiso miễn phí được quý vị ơi. Ô tuyệt vời quá. Hôm nay mình mới thấy được thảo nào mà rất rất là đông. Còn ban ngày thì là vẫn mua vé bình thường quý vị nha. Ban ngày vẫn mua vé bình thường. Theo được thông tin cho biết là nhà ga Đà Lạt sẽ bắt đầu chạy ban đêm và miễn phí vé cho du khách là đêm 11, đêm 12 và đêm 13 tháng 4 năm 2024 quý vị nha. Và sẽ được là xem ca nhạc, diễn ca nhạc, đồng thời là sẽ được uống trà Artiso miễn phí quý vị. Và đến đây thì mình đang thấy là chuẩn bị đoàn tàu chuyển bánh rồi quý vị. Tất cả các du học sinh rồi tất cả các cái đoàn rồi có hướng dẫn viên rất là đâu vào đó quý vị. Họ đang chuẩn bị bắt loa phóng thanh này rồi kêu gọi trong cái đoàn nào đi đi vào toa nào quý vị. Hình như là ở cái đoàn tàu này thì mình nhìn thấy là hình như là có 4 toa tàu quý vị, 4 toa tàu. Đây là tàu chạy bằng hơi nước cho chúng ta trở về lại thời dĩ vãng, thời xa xưa, trở về thập niên mà gần, không phải nói thập niên nữa quý vị, thập niên 50, 60, 7, thập niên 30, đây là gần như là trở về 100 năm về trước quý vị ơi. Ở đây chạy bằng cái đầu xe lửa hơi nước mà ngày xưa là đầu kéo bằng răng cưa đó quý vị, kéo bằng răng cưa. Đầu của Pháp cũng có mà đầu của Thụy Sĩ cũng có. Trên thế giới thì gồm có 3 nước mà sở hữu 3 đường ray mà nổi tiếng thế giới, đó là Thụy Sĩ, Pháp và đường ray xe lửa Việt Nam bắt đầu từ ga Tháp Chàm đi ga Đà Lạt với độ cao là 1.500 m, với cái đầu máy là răng cưa đó quý vị, đầu máy răng cưa, đi đến đâu thì vừa chạy vừa móc răng xuống, vừa chạy vừa móc răng xuống để kéo lên độ cao 1.500 m. Thật sự là quá tuyệt vời quý vị. Đây chúng ta sẽ trở về lại với thời xa xưa, thời dĩ vãng. Các bạn thấy khách đông vô cùng không? Ồ khách rất rất là đông luôn, đang đổ lên. Mà hình như là tất cả các cái toa tàu đều kín hết rồi, mình thấy kín hết rồi. Cho chúng ta trở về với thời dĩ vãng, khi mà chuẩn bị tàu lăn bánh thì tài công người ta kéo kéo còi đó quý vị, cột khói nó bung lên, trời ơi, thấy nó yên bình. Và đồng thời là khi mà chuyển bánh này thì cái tiếng bánh đó, nó lại xinh 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 xinh, rồi tuyệt vời, trở cho chúng ta trở về. Và đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt Bình Yên lên tàu để xem là ở đây là khách nào mà đông như vậy. Thì ra là đoàn thanh niên
đoàn thanh niên có nè, rồi học sinh có nè, rồi các cái trường trung cấp cũng có nè quý vị, rồi trường phổ thông cũng có quý vị. Ồ, đông quá, rất rất là đông. Thật sự mình cũng không ngờ là hôm nay chưa hè mà các du học sinh, rồi các sinh viên, các trường ở Sài Gòn, ở miền Tây, miền Đông, rồi các tỉnh duyên hải miền Trung ùa lên thấy đông quá. Còn trước mặt chúng ta đó là đầu máy, cái đầu máy quý vị, cái đầu máy. Ồ, hay quá các bạn ơi, thật sự mình cũng không ngờ là lên trên này lại đông dữ vậy. Du học sinh không, tất cả các bạn trẻ, hầu như là tất cả các bạn trẻ. Mình thấy là các anh hướng dẫn của từng đoàn là mặc áo vàng quý vị, năng nổ, và đây là kiểm soát viên của đường ray của tàu hỏa, kiểm soát vé, kiểm soát viên. Ồ, rất là tuyệt vời. Ồ, đông quá trời, đông quá sức tưởng tượng, thật sự là vỡ trận luôn quý vị ơi. Nghẹt luôn, mình không tưởng được á, vỡ trận, đông nghẹt luôn. Wow, thật sự là quá đông luôn. Đây mình thấy là hầu như không còn chỗ nào kín hết rồi quý vị. Đó, như cái toa này kín hết rồi thì đóng cửa mình mở nè. Anh kia lên không được, mình mở rồi tiếp tục mình đi đã, coi như là mình đi mấy toa rồi, mình đi hết 4 toa tàu cho các bạn xem. Đó, rồi đến đây. Ồ, đông quá. Rồi, các bạn trẻ mình thấy mình đang cầm máy quay mà cho nên hấp dẫn quá. Ồ, rất rất là đông, không còn chỗ nào, không còn chỗ ngồi luôn, kín luôn, thật sự là kín mít luôn, không còn chỗ ngồi. Ồ, quá đông luôn các bạn ơi. Thật sự lần đầu tiên mình mới thấy là tàu nhà ga Đà Lạt đón du khách đông đến cỡ này luôn, chưa bao giờ, thật sự mình cũng chưa bao giờ thấy mình kín hết đường ray tàu lửa, kín hết tất cả các cái toa tàu luôn, không còn chỗ, không còn chỗ trống, không còn ghế ngồi luôn quý vị. Đó, đó, và đến đây thì tàu bắt đầu đã chuyển bánh rồi. Mình đã xuống tàu rồi quý vị ơi. Mình đi theo cũng được, nhưng mà đi đoạn đường xa, đi cả đi cả về luôn là 17 cây số, đứng mình đứng không nổi quý vị, mỏi chừng lắm. Thật sự là nhiều, quá dữ luôn, quá đông luôn, thật sự quá đông. Đó, các bạn thấy đoạn nhà ga buổi chiều, sân ga buổi chiều, thật sự các bạn thấy sân ga buổi chiều, rồi đoàn tàu đã bắt đầu chuyển bánh và rời xa chúng ta rồi. Các bạn, nếu mà các bạn muốn đi thì là tối, nhưng mà xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn là hồi nãy mình có hỏi thì là hết vé rồi quý vị, hết vé trong buổi tối hôm nay là miễn phí, là ngày 10 đêm 12 đó, là tất cả các cái đoàn khác họ nhanh chân hơn, họ book hết rồi quý vị. Họ book vé không đồng hết rồi, không còn tới mình được nữa. Thì các bạn và quý cô bác anh chị cũng thông cảm là đoàn tàu chỉ có là 4 toa mà thôi, không có phải như là ở bên thung lũng tình yêu của vừa rồi là một cái mặt bằng quá sức rộng, cho nên là miễn phí từ 5.000, gần 5.000 vé thì bà con vô bao nhiêu cũng được. Còn đây toa tàu không thể chở hơn được quý vị, toa tàu không thể chở hơn được đó. Và các bạn đây chắc hình như là đây du khách này chuẩn bị là đi chuyến sau hay sao, mình thấy là cũng còn nán ở lại rất là nhiều. Còn trước mặt chúng ta đó là cái đầu xe lửa bằng hơi nước quý vị, ngày xưa là bằng đốt củi đó quý vị, nó có cái lò đốt củi, xong rồi đốt củi thì củi coi như là đốt nóng, nóng nước lên, nước sẽ sôi và bắt đầu chìm qua cái nồi, mấy cái nồi áp suất, mình theo mình nghĩ là vậy, cái nồi áp suất thì bắt đầu áp suất mới tăng lên, nhiệt độ tăng lên, nhiệt độ tăng lên là làm nồi hơi tốc độ áp suất hơi mạnh lên, bắt đầu coi như là đưa vào cái bộ phận coi như là vô lăng, từ đó là chuyển bánh đó, cái, quý vị, hay quá. Bây giờ mấy cái con này thì con tàu này thì là bà con cư dân người Đà Lạt họ bán cà phê đó quý vị, giá cả thì cũng rất là phải chăng thôi, cà phê ăn sáng các bạn, giá cả cũng rất là phải chăng, các bạn khỏi phải lo. Đến đây thì đủ thức uống rồi các thức ăn vân vân. Video đến đây cũng xin kết thúc, xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn, chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc.
quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn.